Xin chào các bạn người cá. Tuần này chúng ta đi đâu chơi vậy? Tuần này chúng ta đến Hàn Quốc chơi Sky Garden. Đợi một chút, hồi tôi xuống chơi với mấy bạn nha. Rồi, xin chào bạn người cá mình. Cái đó mắt kính của bạn nữ nha, màu hồng. À rồi, đủ rồi. Các bạn đã sẵn sàng bơi chưa? Sẵn sàng biến hình thành người cá chưa? Hôm nay các bạn qua Hàn Quốc bơi vui không? Chà, biết đeo không? Rồi, đeo cho mấy bạn coi coi. Đeo mắt kính người cá như thế nào? Trời ơi. Trời ơi. Vậy thôi đó hả? Đây tôi hướng dẫn cho. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Gỡ ra, gỡ ra. Đây. Thấy cái này không? Cái này chính là bóp vô để cho nó ra thôi. Đúng rồi, bóp vô. Nè, mở ra nè. Mở ra. Rồi cái này lột hai miếng cái dán này ra. Là à. Trong xuống không? Rồi cái này mình bóp vô là mình điều chỉnh sợi dây nè. Ấn vô nè. Rồi mình cầm sợi dây mình rút lại. Mình ấn nó vô. Rồi em rút sợi dây lại đi. Không, em rút sợi dây này nè cho nó siết lại. Đó. Hiểu chưa? Nếu mà nó chậm cũng vậy luôn. À, cái nhà rất là khổ mỗi là ghê có cũng xong. Siết cái mắt rồi. Trời ơi, sao siết mắt dữ vậy? Chật lắm không? Không. Không, siết thì mình kéo sợi dây trên. Còn lúc mà mình muốn nó giãn ra vẫn giữ bấm vô cái nút. Rồi, nhấn đè vô, mạnh vô. Rồi, siết ra, nè. Thì nó giãn ra không nè, đúng không? Rồi, siết nè. Đúng không? Này, làm giãn ra nè, đúng không? Hiểu rồi, đúng không? Không biết đeo là buồn lắm á. Rồi, đeo mắt kính ngược nữa rồi. Cái gì kỳ vậy? Mắt kính đúng á. Là cái hình. Nào? Cái hình mũi tên nó nằm bên phía tay trái của mình. Đó, nè, cái mũi tên nè, thấy không? Cái hiệu của logo. Mà cái này nó mà ngược lại là sai chứ. Đúng rồi, nó phải nằm bên trái mới đúng. Rồi, các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ đeo mắt kính người cái. Ơi, sao mà đẹp vậy? Mắt kính hồng hợp với bộ đồ hồng, mắt kính đỏ hợp với bộ đồ đỏ. Quá tuyệt vời. Ok, các bạn xuống thử mắt kính bơi người cá đi. Bơi coi nhìn dưới nước trong treo không? Nếu mà trong treo á thì ok. Nếu mà không trong treo thì đưa lại đây. Trả lại cho Tiêu. Ok. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Này. 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 Wow. Bảy lặng mất tiêu luôn rồi. Rồi. Mắt kính này nó